Hi, xin chào các bạn. Hôm nay trời rất là nóng, nhưng mà chiếc xe đứng kế bên mình đây, thậm chí nó còn hot hơn nữa. Đây, chiếc BMW X5 thế hệ mới nhất, có mã là G05, vừa mới được đi máy bay về Việt Nam để cho chúng ta soi. Phiên bản chúng ta được nhìn thấy ở đây là X5 40i. Đó, thì nó có cấu hình động cơ 3 lít i6 xăng tăng áp, công suất là 335 mã lực. Thì so với lại cái phiên bản X5 mình được xem ở bên Mỹ hồi đầu năm nay á, ở bên Mỹ cái bản kia thì nó có cái đèn trước laser light thì nó cao hơn so với lại cái cấu hình đèn adaptive LED ở Việt Nam. Phần đầu của thế hệ X5 mới đặc trưng với cái lỗ mũi bự hơn, có cái tỷ lệ nó hoành tráng hơn trước đây, thì nó đập vào mắt người xem hơn. Đấy, ở đây chúng ta có một cái camera trước hé lộ là chiếc xe này có hệ thống camera 360 độ. Rồi, sang đến phần thân xe, có thể thấy là bộ mâm nhìn hơi thường. Bộ mâm này có kích thước là 19 inch, nhưng mà không sao, chúng ta vẫn có thể nâng cấp thêm cái bộ mâm để có niềm vui khi mà sử dụng xe. Phần thân xe của BMW thì đặc trưng với cái tỷ lệ cửa sổ nó khá là lớn so với thân xe. Đó. Và ở đây mình thấy có điểm thú vị là cái đường bell line, tức nghĩa là cái đường thân xe, nó có thiết kế lượn lên ở đây rất là lạ. Xem đến phần đuôi của X5 thì cụm đèn sau thiết kế nó cũng rất là bắt mắt. Ở bên dưới chúng ta có hai ống bô thật chứ không phải là kiểu pha ke, kiểu giả bô. Mình thấy đặc điểm này cũng hay nè, thú vị nè. Đó chính là cái bệ ốp bên dưới thì nó không phải có cái màu bạc bình thường, mà nó màu bạc vân vân, trông giống như là được dán chứ không phải là được sơn. Thì cái điểm này khá là lạ. Nhìn cái đồ họa này nó hay. Đấy, phần cốp sau của X5 mở điện 2 tầng, nó có thể mở thêm tầng bên dưới nữa. Và cái chi tiết này khá là chắc chắn. Phiên bản X5 về Việt Nam có cấu hình 5+2 chỗ ngồi. Đó. Và chúng ta có thể gập cơm cái hàng ghế thứ ba này lại để mở rộng cái không gian chứa đồ. Hàng ghế thứ hai thì chúng ta có thể gập điện một chạm. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào không gian nội thất của X5 để xem nó rộng như thế nào. Đây, ở đây thì mình thấy là phiên bản X5 40i chúng ta có cái rèm che nắng chỉnh cơm. Không gian hàng ghế thứ hai thì rất là tốt. Đây, chỗ để chân dư dả, không gian đầu cũng dư rất là nhiều. Hàng ghế này chỉnh điện. Trượt tới lui, ngã lưng. Độ ngã lưng rất là tốt. Có 4 cửa gió phục vụ riêng cho hàng ghế thứ hai. Đây, một cái ở trên cột B. Hai cái ở bệ trung tâm và một cái ở cột B bên kia. Và điều hòa ở đây là loại hai vùng độc lập. Cộng với hai vùng độc lập phía trước nữa thì tức nghĩa là chiếc X5 này có tất cả là 4 vùng độc lập. Mình thích ở đây á là BMW họ bố trí sẵn một cái cổng USB-C để lấy nguồn cho điện thoại ở hai bên luôn, rất là chu đáo. Rồi, bây giờ mình sẽ vào hàng ghế thứ ba. Để vào hàng ghế thứ ba của X5 chỉ cần một chạm ở nút này. Đấy, phần còn lại là chiếc xe nó sẽ tự động hết, rất nhàn nhã. Cái việc ra vào hàng ghế thứ ba theo mình là cũng dễ dàng á, bởi vì cửa vừa đủ rộng. Hàng ghế thứ ba của X5 theo mình á là phù hợp với lại trẻ em hơn là người lớn,
Bởi vì người lớn như mình ngồi vào, như các bạn thấy là cái đầu gối đã chạm vào lưng ghế trước. Không gian đầu thì cũng không còn dư nhiều lắm. Nhưng mà có một điểm an ủi ở đây, BMW rất chu đáo khi bố trí cái cửa gió làm lạnh riêng cho hàng ghế này. Và có thể nói là lần đầu tiên mình thấy một cái cửa gió cho xe hơi được bố trí ở vị trí khá là nhạy cảm. Ok, nhưng mà dù sao có thì vẫn còn hơn không. Ở đây thì chúng ta có thể điều chỉnh là đóng mở gió và hết, không có điều chỉnh nhiệt độ. Mình nghĩ là nó sẽ chia sẻ cái phần nhiệt độ chung với lại cái dàn lạnh thứ hai. Rồi, về cơ bản là các bạn không nên kỳ vọng quá nhiều vào cái hàng ghế thứ ba trên X5, bởi vì nó chính xác là dành cho trẻ em. Và X5 có khung hình 5+2. Nếu như các bạn cần mẫu xe 7 chỗ thực thụ thì nên nâng cấp lên X7. Phiên bản X5 40i này có Smart Key. Đấy, cửa hít nhẹ nhàng. Ghế thì là có nhớ hai vị trí chỉnh điện, thế nên là vô lăng nó cũng sẽ theo cái vị trí luôn. Khi mà chúng ta đề máy nó sẽ trở về vị trí mà chúng ta yêu thích. Vô lăng bọc da. Đó, thiết kế thì cầm cũng được, dù là nó hơi dày so với cái gu của mình. Bảng táp lô nhìn cũng khá ổn cho cái cảm giác cao cấp. Cái vật liệu da ở đây thì mình thấy là da này dày nhưng mà nó không mềm lắm. Cái phong cách, hệ thống giải trí và các cái tính năng tiện nghi trên cái xe này đã theo cái nền tảng mới nhất của BMW. Cụ thể là nó có cái bảng đồng hồ tốc độ mới nhất có tên gọi là Life Cockpit Professional, thì nó hiển thị điện tử hoàn toàn luôn. Đó, về cơ bản thì cái màn hình này trông cũng rất là ổn, hiển thị tốt, màu sắc lung linh. Nhưng mà có điều là cái độ sâu màu của nó thì nếu mà so với lại cái màn hình giải trí bên đây nó vẫn chưa bằng. Đây các bạn thấy cái màu đen nè, bên đây nó sâu hơn, bên đây thì nó chưa được sâu lắm. Còn cái hệ thống giải trí thông tin bên này là cái nền tảng mới nhất của BMW iDrive 7.0. Đó, thì nó có hệ thống trợ lý ảo. Ví dụ nha, hey BMW, hello, what can I help you with? I feel cold. Which temperature shall I set? 25. I set the temperature in the driver's area on 25 degrees Celsius. Đấy, về cơ bản là chúng ta có thể sử dụng cả trợ lý ảo, nhưng mà hơi tiếc là vẫn xài tiếng Anh chứ chưa có hỗ trợ tiếng Việt. Thì hy vọng là BMW sẽ sớm cân nhắc có thêm cái phần tiếng Việt cho trợ lý ảo tại thị trường Việt Nam. Đó, thì chúng ta có thể xài cái trợ lý ảo này để mà điều khiển cái hệ thống điều hòa, dẫn đường và thậm chí là vài cái thứ khác. Ở đây thì mình không có thời gian để mày mò nhiều, thì mình sẽ chia sẻ thêm nếu như mà mình có cái điều kiện thử nhiều hơn. Và theo một điểm thú vị là chúng ta có cái phần cử chỉ điều khiển bằng cử chỉ tay. Trên cái nền tảng iDrive 7.0 này mình thấy là cái phần điều khiển cử chỉ nó đã nhảy hơn rất là nhiều so với lại nền tảng iDrive trước đây. Và cái phần cử chỉ thay đổi bài hát nó cũng khác. Nếu như nền tảng trước đây chúng ta phải quạt tay, múa tay á, thì bây giờ chúng ta sử dụng như thế này hoặc như thế này, rất là nhạy. Và nếu như muốn dừng bài hát thì chúng ta sử dụng hai ngón giống như cũ. Có một cái điểm thiếu sót trên cái nền tảng iDrive 7.0 của chiếc X5 40i này á, đó là nó vẫn chưa có kết nối Apple CarPlay với di động. Nhưng mà ở cái điều này thì các bạn cũng không cần quá lo đâu, bởi vì theo thông tin mình được biết á, là các bạn có thể retrofit thêm cái tính năng kết nối Apple CarPlay với cái mức chi phí là khoảng 4-5 triệu nếu mình nhớ không lầm. Đó, bù lại thì hệ thống giải trí của chiếc xe này phiên bản X5 40i nó có nhà âm thanh cao cấp đến từ hãng Harman Kardon. Nghe thì mình thấy là cũng rất là đã. Rồi, ở trên chiếc X5 này có hệ thống camera 360 độ,
với cái chế độ xem 3D rất là thú vị. Mà ở trong chế độ xem 3D này chúng ta có thể điều chỉnh cử chỉ tay để di chuyển góc nhìn theo ý của chúng ta. Ví dụ đây, xin lỗi các bạn là mình quay tay chưa đủ nhiều, thế nên là đấy, nó vẫn chưa hiểu ý của mình lắm. Nhưng mà một khi đã quen rồi thì đó rất là dễ sử dụng. Hay, rất hay. Rồi, ở đây nó có một chế độ gọi là Reversing Assistant. Tức nghĩa là nó sẽ nhớ cái quỹ đạo mà xe chúng ta đi tới, để khi mà chúng ta cần lùi á thì nó sẽ lùi lại đúng cái quỹ đạo đó luôn. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem. Nó nè, vào chế độ R, nhả phanh tay ra thì nó sẽ đi ngược lại cái hướng mà mình vừa đi ban nãy, đâu đó trong khoảng 50m. Đây, để mình minh họa lại cho các bạn. Mình chạy tới này ha, lên con dốc ở đây. Đó. Rồi sau mình về chế độ lùi và chọn chế độ Reversing Assistant. Xong, chiếc xe nó sẽ lùi lại theo đúng cái quỹ đạo mình đi vào. Tính năng này mình nghĩ rất là hữu ích với những chị em hay là những tay lái yếu khi mà lên xuống đường hầm chẳng hạn. Đó, nó sẽ hỗ trợ rất nhiều. Cái tính năng Reversing Assistant này là một trong những cái tính năng hỗ trợ lái khá là thú vị ở cái nền tảng xe BMW thế hệ mới. Đó, theo mình thấy là nó nhớ được cỡ đâu đó khoảng 50m hay là 100m gì đó. Rồi, ngoài ra ở đây thì nó cũng có hệ thống hỗ trợ dây xe tự động Park Assist. Xuống cái phần điều khiển trung tâm này, các bạn thấy là rất nhiều nút. Đó, ở phía trên đây là dành cho những cái camera gear hay là chế độ gear mình vừa chia sẻ ban nãy. Bên dưới là các chế độ lái, thì chiếc xe này có tất cả 4 chế độ lái. Thể thao nhất là Sport nè, Comfort là để chạy bình thường, tức nghĩa là thoải mái, Eco Pro là chế độ chạy tiết kiệm. Và cái chế độ Adaptive này là chiếc xe nó sẽ tự động học theo cái thói quen của chúng ta, để mà biết khi nào chúng ta chạy, cần chạy chế độ nào thì nó sẽ chọn cái chế độ đó cho chúng ta luôn. Giống như là máy này nó sẽ tự học gì đó để mà hiểu ý chúng ta hơn. Xe bây giờ không chỉ tiện dụng mà nó còn thông minh và hiểu ý người lái hơn trước đây rất nhiều. Rồi, ở đây, ở cái bệ trung tâm này có cả cái phần chỉnh độ cao gầm xe. Thì điều này cho chúng ta biết chiếc xe này có hệ thống treo khí nén. Đó, cái việc nâng hạ gầm khá là mượt. Khi mà đi off-road chúng ta cần chỉnh cái gầm cao hơn chẳng hạn, còn khi mà chạy tốc độ cao thì chúng ta cho cái gầm nó thấp để chiếc xe nó ổn định hơn. Còn đây là cái phần phím điều khiển hệ thống iDrive thế hệ mới, nó mỏng hơn và nó có cái độ nảy tốt hơn so với lại cái nền tảng iDrive trước đây. Rồi, thêm một cái khá thú vị là mình sợt cái phần đường á, thì mình có thể vẽ cái chữ ở đây để cho cái hệ thống hiểu, chứ không cần phải xoay chọn chữ mất thời gian như trước. Đó, rất là thú vị đúng không? Mình thấy là nó cũng nhạy nữa. Đây A nè, B, đó, cực nhạy luôn. Z. Về trang bị tiện nghi của X5 phiên bản 40i á thì cũng khá là ổn. Chúng ta có kiểm soát hành trình và giới hạn tốc độ, nhưng mà chưa có kiểm soát hành trình chủ động. Rồi bên đây thì có điều hòa tự động hai vùng. Và cái điểm đặc biệt trên thế hệ BMW mới là cái hệ thống điều hòa nó sẽ hiển thị nhiệt độ thông qua cái màn hình màu. Bên dưới đây thì chúng ta có một cái cổng USB-A để mà lấy nguồn cho thiết bị di động, một cái cổng mồi thuốc.
Rồi. Trong đây thì có cái cổng USB-C, chuẩn USB mới hơn. Nói chung là về cái việc cung cấp năng lượng trong xe thì mình thấy hài lòng với chiếc X5 này. Cả ghế trước và ghế thứ hai đều có cổng phục vụ riêng, thế là ổn. Phanh tay thì có điện tử, có tính năng tự động giữ phanh và một cái hệ thống hỗ trợ xuống dốc. Thì X5 phiên bản 40i này nó có cấu hình dẫn động 4 bánh toàn thời gian X-Drive nổi tiếng của BMW. Ok, bây giờ mình sẽ thử lái một vòng trải nghiệm X5 40i. Cảm giác vô lăng trợ lực điện của X5 thế hệ G05 mới theo mình là cũng khá thật. Nó chỉ có một cái điểm chưa thỏa mãn, đó chính là ở những cái góc đánh lái ban đầu của nó thì nó bị nâm, tức nghĩa là nó chưa cung cấp cái phản hồi mặt đường được. Nhưng mà ở những cái góc đánh lái lớn hơn thì nó ổn hơn, cảm giác thật và nó truyền được cảm hứng. Hệ thống treo khí nén khá là êm, nhưng mà nếu so với lại đàn anh X7 mà mình mới được đi thử á thì độ êm của X5 vẫn chưa thể so sánh bằng. Dù như thế này có thể nói là đã rất êm rồi. Hộp số của X5 40i thì không có lẫy chuyển số sau vô lăng, cái cảm giác bắt số vẫn rất nhanh. Đấy, bắt số ngay lập tức. Và điều quan trọng nó bắt số nhanh nhưng mà vẫn mượt. Các bạn thấy không? Cái xe không hề có hiện tượng giật cục hay là nó bị hòa tô máy. Mình hài lòng với hộp số ZF 8 cấp trên chiếc X5 này. Và mình đánh giá rất cao. Khi mà nhắc đến BMW thì các bạn chắc chắn là sẽ hài lòng với cái hộp số ZF 8 cấp của nó. Với thuật toán hiểu ý người lái. Đấy, đặt gạp cả đi theo liền. Độ trễ tăng áp của động cơ này theo mình thấy là cũng không đáng kể. BMW họ tinh chỉnh cái giải công suất của chiếc xe này mình hài lòng, nó mượt mà. Với cái độ trễ tăng áp không đáng kể, không nhiều. Và với cấu hình động cơ 3 lít i6 tăng áp 335 mã lực, mô men xoắn cực đại 450 Nm như thế này thì mình nghĩ là cũng đã quá đủ để trải nghiệm ở điều kiện Việt Nam rồi. Cách âm không có gì để chê, chuyển qua sport nhạy hơn, nó rất là theo ý người lái. Một chiếc xe hay là nó phải theo ý của mình, theo ý của thằng lái. Mình đạp ga là nó phải đáp ứng liền đó. Mình đánh lái là cái phản ứng thân xe nó phải theo ý của mình luôn, nó phải lanh lẹ. Phản ứng thân xe của X5 G05 này theo mình đánh giá là cũng tốt. Được đấy. Mặc dù cấu hình treo của chiếc xe là nghiêng về hướng thoải mái, êm ái, nhưng mà nó vẫn cho mình cảm giác lanh, tự tin khi mà cầm lái. Và chạy nhanh thì cái khung gầm nó vẫn vững chắc. Phần là do cái khung gầm của nó, như các bạn nhìn ở đây là phần khoang động cơ của chiếc X5 này nó có cái thanh dằn 4 điểm để mà gia cố thêm cho cái khung của nó được vững chắc. Bên cạnh đó thêm một điểm nữa khiến cho cái phản xạ thân xe của X5 nó thanh thoát và nó theo ý người lái, đó chính là cái việc BMW họ bố trí động cơ i6 đây. Nó nằm không phải là dồn hết về phần đầu mà nó về phía sau của cái trục bánh xe phía trước như thế này. Cái trục bánh xe phía trước là nó tính từ hai cái đầu phuộc này đó, cái phần động cơ thì nó nằm về phía sau nhiều hơn đấy. Thì nó giữ cho cái trọng tâm của chiếc xe nó nằm ở chính giữa xe nhiều hơn, và từ đó nó giảm cái tình trạng chiếc xe nó bị nặng đầu phía trước và giúp cho
cái việc mà chúng ta đánh lái xe thì cái thân xe nó sẽ phản ứng ngay tức khắc, nó theo ý của mình. Và đây là một trong những cái điểm làm nên cái gọi là driving pleasure trên những cái xe biến đúp, nghĩa là cái cảm giác sung sướng khi chúng ta lái xe biến đúp. Rồi về cơ bản thì với cái mức giá hiện giờ theo như mình được biết là trên 4 tỷ đồng của X5 G05, mình nghĩ là chiếc xe này chắc chắn là sẽ thỏa mãn các bạn ở cái phần về những cái công nghệ tiện nghi cũng như là hỗ trợ người lái. Bên cạnh đó là cả cái phần cảm giác lái làm nên tên tuổi của BMW. Còn về phần không gian thì mình nghĩ nếu như mà các bạn đi 5 người, chiếc xe này vẫn dư sức làm thỏa mãn. Và nếu như mà có trẻ em ngồi ở hàng ghế thứ 3 thì cũng ok luôn. Chứ đừng hy vọng chiếc xe này là một chiếc xe 7 chỗ ngồi. Rồi, mình nghĩ là nếu như các bạn về mua chiếc X5 này thì cái điểm đầu tiên nên nâng cấp đó chính là cái phần mâm xe. Thứ hai là nâng cấp cho nó cái kết nối Apple CarPlay nữa, là coi như là đủ đẹp trai. Và